quân đội Nga đã phát hiện và thu giữ một xuồng tấn công không người lái USV Magura V5 còn nguyên vẹn của Ukraine ở ngoài khơi bán đảo Crimea. Điện Kremlin cho rằng các nước châu Âu đang gây ra mối đe dọa cho Nga sau khi Cộng hòa Séc cảnh báo các quốc gia NATO đang chuẩn bị cho cuộc xung đột cường độ cao với Moscow. Phần Lan sẽ đóng cửa hầu hết các cửa khẩu biên giới với Nga và chỉ mở duy nhất tuyến đường qua Bắc Cực xa xôi nhằm kiểm soát người di cư trái phép. Phía Ukraine ngày 22 tháng 11 thông tin, hàng chục lính thủy đánh bộ Nga đã thiệt mạng sau cuộc tấn công của Ukraine và lễ trao thưởng ở tỉnh Donetsk ngày 19 tháng 11. Quân đội Israel đã yêu cầu người dân Palestine ở miền nam Gaza không được di chuyển về phía Bắc, đồng thời binh sĩ chỉ cho người dân đi từ phía Bắc về Nam trên một con đường duy nhất. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh YouTube Tạp chí Việt Times. Vừa rồi là một số tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây truyền thông Nga đã công bố bức ảnh về một xuồng không người lái Magura V5 do Ukraine sản xuất. Theo thông tin được cung cấp, lực lượng Nga đã phát hiện và thu giữ chiếc xuồng tấn công này khi nó đang cố gắng nhắm mục tiêu vào cơ sở quân sự của Nga ở phía Tây Crimea. Trong những tháng gần đây, bán đảo Crimea, nơi đặt trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga, liên tiếp bị tập kích bằng máy bay không người lái, xuồng tự sát và tên lửa. Trước đó, vào ngày 22 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã báo cáo rằng quân đội Nga đã đẩy lùi nỗ lực tấn công bằng 4 xuồng không người lái cùng 3 máy bay không người lái của Ukraine khi các phương tiện này tiến về bán đảo Crimea ở Biển Đen. Hiện chưa rõ phía Nga đã vô hiệu hóa xuồng tấn công bằng cách nào, tuy nhiên việc phát hiện và thu giữ USV tối tân của Ukraine khẳng định Nga có thể tiến một bước gần hơn đến việc nghiên cứu công nghệ kỹ thuật của các thiết bị không người lái Ukraine. Magura V5 là xuồng không người lái do doanh nghiệp nhà nước Ukraine Space Techno Export thiết kế và phát triển. Ngoài các cuộc tấn công cảm tử, nó còn có thể thực hiện các nhiệm vụ do thám và giám sát. Magura V5 có chiều dài 5,5m, chiều rộng 1,5m, xuồng không người lái có thể di chuyển với tốc độ hành trình là 40 km/h, tốc độ tối đa đạt 78 km/h, tầm hoạt động lên đến 800 km. USV Magura V5 có khả năng mang hơn 300 kg thuốc nổ, đủ để tạo ra các vụ nổ mạnh, có thể tấn công các tàu nổi của đối phương và các căn cứ quân sự trong vịnh. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với truyền thông hôm 23 tháng 11, không phải Nga đe dọa châu Âu mà chính châu Âu gây ra mối đe dọa cho Nga. Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thống Séc Petr Pavel tuyên bố NATO coi Nga là mối đe dọa lớn nhất của châu Âu. Cụ thể, trong hội nghị thượng đỉnh của nhóm Visegrad gồm 4 thành viên Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia, nhà lãnh đạo Séc tiết lộ quân đội châu Âu đang chuẩn bị cho xung đột cường độ cao với Moscow sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cộng hòa Séc và Ba Lan là những nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, trong đó Praha đã cung cấp hàng loạt viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm vũ khí và xe tăng chiến đấu chủ lực. Còn Ba Lan và Slovakia là những quốc gia NATO đầu tiên tuyên bố chuyển giao máy bay chiến đấu cho Kiev hồi tháng 3. Tuy nhiên, chính phủ mới của Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tuyên bố sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cũng nhiều lần chỉ trích viện trợ của châu Âu dành cho Kiev. Ông Orbán đã gặp Tổng thống Nga Putin vào tháng 10. Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp hôm 22 tháng 11, ông Pavel nói, tất cả 4 thành viên của nhóm Visegrad đều nhất trí rằng thành công của Ukraine là vì lợi ích sắp tới của các quốc gia này. Trong khi vẫn duy trì cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, NATO luôn thận trọng trước nguy cơ leo thang xung đột và tránh đối đầu trực tiếp với Moscow. Về phần mình, Nga đã nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch tấn công NATO. Tuy nhiên, Moscow coi việc khối này tăng cường mở rộng về phía đông là một mối đe dọa địa chính trị quan trọng. Ông Peskov cũng từng mô tả, liên minh này là công cụ đối đầu được thành lập để kiềm chế, trước hết là Liên Xô và sau đó là Nga. Tổng thống Putin cũng đã gióng hồi chuông cảnh báo về khả năng Ukraine gia nhập NATO. Ông Putin cho rằng đây là một trong những lý do chính dẫn đến cuộc xung đột nổ ra vào hồi tháng 2 năm 2022. Mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng đã xấu đi đáng kể sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Phần Lan trở thành thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO từ mùa hè năm nay, bước đi đánh dấu một sự thay đổi lịch sử đối với quốc gia vốn có truyền thống không liên kết và cũng là nỗ lực mở rộng đáng kể của NATO trong hàng thập kỷ qua. Trong tháng 11 này, Phần Lan đã chứng kiến sự gia tăng đột biến số người di cư trái phép vào nước này qua các cửa khẩu biên giới với Nga.
Ước tính đã có hơn 600 người di cư không thị thực và giấy tờ hợp lệ, chủ yếu từ Trung Đông và Châu Phi đã đến Phần Lan, cao gấp nhiều lần so với con số chỉ vài chục người vào tháng 9 và tháng 10. Theo chính phủ Phần Lan, việc đóng cửa các trạm kiểm soát là cần thiết để duy trì trật tự và đảm bảo an ninh cho hoạt động đi lại hợp pháp qua biên giới. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường giám sát người nhập cư, thành lập các trung tâm thu thập ảnh, dấu vân tay và các thông tin nhận dạng khác. Ngoại trưởng Phần Lan Elina Vatonen cho biết, vượt biên giới từ Nga sang Phần Lan không phải là con đường an toàn để đến Liên minh châu Âu. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp đóng cửa các trạm kiểm soát và nếu cần, sẽ tiếp tục làm như vậy. Điện Kremlin đã bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Phần Lan đóng cửa các cửa khẩu trên biên giới với Nga, cho rằng quốc gia láng giềng đang áp dụng lập trường chống Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, quyết định của Phần Lan đóng cửa các cửa khẩu biên giới với Nga là đáng tiếc, bởi hai nước từng có mối quan hệ lâu dài tốt đẹp dựa trên các nền tảng chung. Và tất nhiên chúng tôi cũng lấy làm tiếc khi chứng kiến mối quan hệ này đang bị thay thế bằng quan điểm chống Nga. Chúng tôi không chấp nhận những cáo buộc như vậy. Lực lượng biên phòng Nga luôn tuân thủ mọi quy định và hướng dẫn hiện hành. Bộ Ngoại giao Nga trước đó hồi đầu tuần đã gửi công hàm phản đối chính thức tới đại sứ Phần Lan tại Moscow, đồng thời cảnh báo sẽ có các biện pháp ứng phó phù hợp với lợi ích quốc gia. Vụ tấn công được cho là đã xảy ra khi các thành viên của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 810 của Nga tham dự một lễ trao thưởng ở làng Kumakove thuộc tỉnh Donetsk nhân dịp ngày lực lượng tên lửa và pháo binh Nga. Có thông tin, nữ nghệ sĩ Nga Polina Mesinko cũng đã thiệt mạng trong vụ pháo kích khi đang biểu diễn tại sự kiện này. Nga chưa xác nhận thông tin về tổn thất binh sĩ thiệt mạng, nhưng có nhắc đến thương vong dân thường trong vụ tấn công. Ukraine xác nhận đã tiến hành vụ pháo kích. Chỉ huy đơn vị trinh sát đường không Robert Brody nói quân đội Ukraine đã tấn công Lữ đoàn độc lập 128 của Nga để báo thù cho Lữ đoàn 128. Lữ đoàn 128 của Ukraine bị Nga pháo kích trong một buổi lễ mừng ngày pháo binh Ukraine hôm 4 tháng 11, làm ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng. Sĩ quan Brody nói ít nhất 25 lính Nga thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công hôm 19 tháng 11, không thể xác minh con số này. Giới quan sát quân sự Nga đã bày tỏ sự giận dữ sau tin tức về vụ tấn công ở Kumakove. Kênh Telegram Nga mang tên Military Informant viết, tòa nhà nơi tổ chức buổi diễn chỉ cách tiền tuyến 60 km. Kết quả có thể đoán được, đối phương tấn công bằng HIMARS, nhiều người đã tử vong, trong đó có nghệ sĩ Nga Polina Meninska khi đó đang biểu diễn. Phát ngôn viên Avichai Adrae của lực lượng phòng vệ Israel đã viết trên mạng xã hội X, chỉ có thể di chuyển từ phía Bắc Gaza đến phía Nam qua đường Salah Eddin. Người dân sẽ không được phép di chuyển từ phía Nam Gaza tới phía Bắc dưới bất kỳ hình thức nào. Quân đội Israel cũng đã thả tờ rơi in thông báo trên xuống nhiều khu vực ở dải Gaza. Động thái này của quân đội Israel diễn ra sau khi trong những ngày gần đây, các quan chức Israel nói rằng người dân Gaza không thể về nhà ở phía Bắc trong thời gian 4 ngày tạm dừng giao tranh. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết, ngay trước khi bắt đầu lệnh ngừng bắn, họ đã phá hủy các đoạn đường hầm và một số hầm trong khu vực bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất ở dải Gaza. Trước đó, từ 7 giờ ngày 24 tháng 11 theo giờ địa phương, tức 12 giờ theo giờ Hà Nội, thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 4 ngày giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas chính thức có hiệu lực. Đây là lần ngừng bắn đầu tiên sau gần 7 tuần xung đột giữa hai bên. Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Ai Cập cho biết 130.000 lít dầu diesel và 4 xe tải chở khí đốt sẽ được đưa hàng ngày vào dải Gaza. Người đứng đầu cơ quan thông tin nhà nước Ai Cập SIS, Dia Raswan cũng thông báo, 200 xe tải chở hàng viện trợ sẽ vào Gaza hàng ngày. Ai Cập đã ra thông báo cửa khẩu biên giới Rafah sẽ mở cửa vào ngày 24 tháng 11 cho những công dân Palestine bị mắc kẹt ở tỉnh Bắc Sinai muốn quay trở lại dải Gaza. Thông báo cho biết thêm, cửa khẩu biên giới Rafah cũng sẽ mở cửa cho những người Palestine bị mắc kẹt ở các tỉnh khác của Ai Cập, bao gồm cả Cairo, kể từ ngày 25 tháng 11. Trong những tuần qua, Ai Cập đã sơ tán một số người nước ngoài bị mắc kẹt ở Gaza và tiếp nhận hàng chục người Palestine bị thương nặng để điều trị y tế tại các bệnh viện ở Ai Cập. Theo tờ Wall Street Journal của Mỹ ngày 23 tháng 11, cuộc đàm phán con tin bí mật kéo dài nhiều tuần với Hamas đã đi đến hồi kết khi Tổng thống Joe Biden gọi điện cho quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani, sứ giả chủ chốt của nhóm Hamas, để đưa ra một thông điệp khẩn cấp. Yahya Sinwar, lãnh đạo Hamas ở Gaza đã biến mất sau khi quân đội Israel giành quyền kiểm soát bệnh viện Al-Shifa, một cơ sở mà Israel cho rằng Hamas đã sử dụng làm trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Hiện tại trận chiến ở bệnh viện đã kết thúc, ông Sinwar lại xuất hiện và cho biết sẵn sàng đàm phán.
phía Qatar đồng ý thúc đẩy Hamas và đề nghị Tổng thống Biden giúp gây áp lực buộc Israel phải chấp nhận thỏa thuận. Tổng thống Biden cho biết ông đã liên lạc thường xuyên với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vấn đề này. Tổng thống Biden đã tự đặt mình vào một trong những cuộc đàm phán con tin phức tạp nhất trong lịch sử hiện đại, với các hoạt động ngoại giao con thoi liên quan đến những người đứng đầu cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA và cơ quan tình báo Mossad của Israel, các sĩ quan tình báo Ai Cập và ông Sinwar. Thỏa thuận đạt được từ các cuộc đàm phán vào sáng ngày 22 tháng 11 đã phải đối mặt với thách thức vào phút cuối. Nhưng đến tối ngày 23 tháng 11, các nhà đàm phán Qatar cho biết thỏa thuận đã được khôi phục nhằm giải thoát 50 con tin Israel bị Hamas bắt giữ ở Gaza để đổi lấy việc Israel thả 150 tù nhân Palestine bắt đầu từ ngày 24 tháng 11. Các quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận này cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động giám sát bằng máy bay không người lái Israel ở Gaza, một sự nhượng bộ quan trọng mà Tổng thống Biden đã nhận được từ Thủ tướng Israel Netanyahu. Thỏa thuận này đánh dấu bước đột phá ngoại giao lớn đầu tiên trong cuộc chiến kéo dài 7 tuần. Nó cũng củng cố một kênh liên lạc hiếm hoi giữa các bên tham chiến, làm dấy lên hy vọng rằng các cuộc đàm phán tiếp theo có thể đảm bảo việc thả các con tin khác bị bắt vào ngày 7 tháng 10. Những nội dung cơ bản của thỏa thuận, trao đổi con tin dân sự lấy tù nhân Palestine và viện trợ, đã được các nhà đàm phán đề xuất cách đây vài tuần. Nhưng những cuộc đàm phán vẫn tiếp tục đổ vỡ khi xung đột bùng phát. Các bên liên quan cũng tranh cãi về số lượng con tin và tù nhân sẽ được thả. Trong những ngày đầu của cuộc khủng hoảng, các quan chức hàng đầu của Mỹ, Qatar, Ai Cập, Israel và Gaza bắt đầu tổ chức các cuộc đàm phán bí mật về con tin. Theo một quan chức chính quyền cấp cao của Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đã chỉ đạo Josh Gerzer, Cố vấn Pháp lý thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia và Trợ lý Nhà Trắng, giúp thành lập kênh liên lạc trên. Vào sáng sớm ngày 24 tháng 11, lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày trong cuộc chiến Israel-Hamas có hiệu lực. Đây là tín hiệu đáng mừng, tạo tiền đề cho việc trao đổi hàng chục con tin bị phiến quân bắt giữ ở Gaza để đổi lấy những người Palestine bị Israel cầm tù. Người thân của các con tin bị bắt sang giải Gaza đang thấp thỏm, lo lắng và hy vọng Israel và Hamas thực thi thỏa thuận ngừng bắn, trao đổi con tin. Lệnh ngừng bắn bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng theo giờ địa phương, 5 giờ theo giờ GMT và kéo dài ít nhất 4 ngày. Trong thời gian này, nhóm Hamas cầm quyền ở Gaza đã cam kết giải phóng ít nhất 50 trong số khoảng 240 con tin mà nhóm này và các chiến binh khác bắt giữ vào ngày 7 tháng 10. Hamas cho biết Israel sẽ thả 150 tù nhân Palestine. Cả hai bên sẽ thả phụ nữ và trẻ em trước. Israel cho biết lệnh ngừng bắn sẽ được kéo dài thêm một ngày nếu có thêm 10 con tin được giải thoát. Việc ngừng giao tranh hứa hẹn mang lại một số cứu trợ cho 2,3 triệu người dân Gaza, những người đã phải hứng chịu nhiều tuần bị Israel ném bom, cũng như các gia đình ở Israel lo sợ cho số phận của những người thân yêu của họ bị bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Thỏa thuận ngừng bắn lấy con tin đã đạt được sau nhiều tuần đàm phán gián tiếp căng thẳng, với Qatar, Hoa Kỳ và Ai Cập đóng vai trò hòa giải. Nếu giữ vững, nó sẽ đánh dấu bước đột phá đáng kể đầu tiên trong giao tranh kể từ khi Israel tuyên chiến với Hamas 7 tuần trước. Thỏa thuận này làm dấy lên hy vọng cuối cùng sẽ kết thúc cuộc chiến, vốn đã san bằng những vùng đất rộng lớn ở Gaza, làm gia tăng bạo lực ở bờ Tây bị chiếm đóng và làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn trên khắp Trung Đông. Israel đã bác bỏ những suy đoán như vậy, nói rằng họ quyết tâm tiếp tục cuộc tấn công quy mô lớn sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant dẫn lời nói với quân đội hôm thứ Hai rằng thời gian nghỉ ngơi của họ sẽ rất ngắn và cuộc chiến sẽ tiếp tục với cường độ mạnh trong ít nhất 2 tháng nữa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majid al-Ansari cho biết, nhóm đầu tiên gồm 13 phụ nữ và trẻ em do Hamas bắt giữ sẽ được trả tự do vào chiều thứ Sáu. 3 tù nhân Palestine, bao gồm cả phụ nữ và trẻ vị thành niên, sẽ được trả tự do. Bộ Tư pháp Israel công bố danh sách 300 tù nhân đủ điều kiện được trả tự do, chủ yếu là thanh thiếu niên bị giam giữ trong năm qua vì ném đá và các tội nhẹ khác. Trong khi đó, tại thị trấn Beit Safafa ở phía đông thành phố Jerusalem, bà Fatia Salman, mẹ của một tù binh Palestine cho biết, bà đã hy vọng dù lại thất vọng khi hay tin thỏa thuận trao đổi con tin Gaza và tù binh Palestine bị trì hoãn. Triều Tiên hôm 21 tháng 11 cho biết đã phóng thành công vệ tinh do thám đầu tiên vào quỹ đạo. Động thái trên bị chỉ trích là vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ cho các chương trình tên lửa đạn đạo. KCNA mô tả sau sự kiện lịch sử đó, ông Kim Jong-un đã đến thăm Cơ quan Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên. Tại đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên khen ngợi các nhà khoa học và nhấn mạnh, vụ phóng ngày 21 tháng 11 là sự kiện mở mang tầm mắt trước những động thái nguy hiểm và hung hãn của các thế lực thù địch.
Chủ tịch Kim Jong Un còn nói rằng việc sở hữu vệ tinh trinh sát quân sự nhằm thực hiện đầy đủ quyền tự vệ của Triều Tiên. Ông nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Triều Tiên không thể nhượng bộ dù chỉ một giây. Hai ngày sau vụ phóng thành công vệ tinh do thám vào không gian, Triều Tiên đã tổ chức tiệc mừng. Reuters cho hay tại buổi lễ mừng công, Thủ tướng Kim Tok-hun cho biết thành công từ vụ phóng vệ tinh Maligyo-1 sẽ đưa quân đội Triều Tiên thành đội quân tốt nhất thế giới, sở hữu khả năng tấn công bất cứ vị trí nào trên hành tinh. Các quan chức Hàn Quốc cho biết vụ phóng hôm 21 tháng 11 rất có thể có sự hỗ trợ kỹ thuật của Nga. Giới chức Hàn Quốc cũng cho rằng Bình Nhưỡng đã cung cấp cho Moscow hàng triệu quả đạn pháo. Nga và Triều Tiên phủ nhận các thỏa thuận vũ khí, nhưng hứa hẹn hợp tác sâu sắc hơn nữa ở cả hiện tại lẫn tương lai. Hàn Quốc cho biết vệ tinh của Triều Tiên đã đi vào quỹ đạo, nhưng cần thời gian để đánh giá liệu nó có hoạt động bình thường hay không. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.